đỏ đỏ hồng sẽ hồng. Có màu đỏ đỏ hồng hồng nè, mà hơi nâu nâu sậm sậm chút ha. Cây Z3, cây này rất là đẹp luôn ha mọi người. To ha. Cái này nữa em ốp giấy quấn quấn bằng keo lại nên mấy cái cành ở trên đây nè. Em để dị quấn luôn ha. Đỡ nó có dập mấy cái lá này mọi người thông cảm nha mọi người. Quạnh đây là 18,5. Chiều cao của nó là 30. Rồi cái dép 3 này em giao lưu với anh chị là 450.000 em 3 ship. Dép 4. Đây. Mặt nó là hồng hồng rồi nha. Quanh nó là 13. Chiều cao là 38. Dép 4 450.000 em 3 ship. Do bứng dưới đất á, nên cái rễ của nó thì ít hơn là cái loại mà nó trong chậu ha. Hoành nó là 14. Chiều cao của nó là 33. Cái rễ của nó bị kỳ nè. Nên là đỏ quá trời đỏ luôn. Nó giấc này giấc chiều nó hơi buồn. Z5 500.000 em bao ship. Z6. Mấy cái chòi này nè, nó gãy thì nó lên kế bên luôn nha mọi người. Mã số này là mã số Z6. Hoành ngay đây là 14. Chiều cao của nó là 34. Cây Z6 giao lưu với chị là 450.000 em bao ship. Z11. Cái me rất là dễ sống nha mọi người. Cái này lỡ nó có dập mọi người thông cảm giùm em nha. Z11. Hoành ngay đây là 22. Chiều cao của nó là 26. Z11 650.000 em 3 ship. Cây này là Z13. Dáng cao luôn ha. Hoành đây là 14. Chiều cao của nó là 56. Rồi Z13 700.000 bao ship. Dạ em xin chào mọi người, hôm nay em giao lưu với mọi người lô khế gân nha mọi người. Cái này là khế gân ha. Trái chua. Trái chua da sụt xì ha. Cây đâm trời á. Đã đâm trời mạnh lên luôn rồi nè. Đó, đâm trời luôn. Nè. Nhìn đây cũng có trời nữa nè ha. Khế gân thì rất là dễ sống nha mọi người. Cái này mình về á, mình để nguyên bầu như vậy, mét lỗ dưới đáy bầu để thoát nước, rồi mình cứ kích rễ một tuần hai lần thì nào cây đâm chồi mạnh rồi mình trồng là ok ha. Mã số này là mã số K1. Đây cặp nữa nè. Mấy cây nào mà mấy cái nhánh nhỏ nhỏ thì nó dễ đâm chồi nhanh hơn là mấy cái nhánh to này ha. Rồi mã số này là mã số K1. Nó nứt về bông gì nha. Nè vậy em đo hoành ở đây là 31, trên này chút là 25. Chiều cao của nó là 1m22. Đường kính cái bầu nó là 40. Số này là mã số K1. Em giao lưu với anh chị là 1.700.000 em bao ship. Tiếp theo là mã số K2. Đây cầm nó rất là nhiều luôn ha. Quá trời to luôn. Mấy chòi nhỏ nó đâm chòi nhú hết ra. Này nó cũng sắp ra chòi hết rồi đó. Về một tức cái dễ da của là nó đâm chòi hết rồi mà. Da xù xì ha. Khế này là trái chua. Mã số này là mã số K2. Em đo hoành xuống ở dưới này là 39.
trên này chút là 30. Chiều cao của nó là 1m18. Đường kính bầu nó là 35. Cây này mã số là K2. Em giao lưu với anh chị là 1.900.000 bao ship. Là đã nhú chồi hết, khế gân rất là dễ sống. Cây khá là khủng. Chỗ này nó to là nó lâu đâm chồi hơn. Nè bể nó nè mọi người. Rau hoành ngay đây là 29 nè. Xuống đây chút là 36. Chiều cao của nó là 78. Đường kính cái bầu là 35. Này mình vô chỗ 4 chỗ 5. Rồi. Mã số này là mã số K3. Em giao lưu với anh chị là 1.500.000 bao ship. Những cái nhánh to như vậy thì nó hơi lâu hơn, đây cũng nhú luôn. Đây này là mình tưới kích rễ vô nha mọi người. Mã số này là mã số K4. Mọi người á, anh em nào mà chưa có thuốc kích rễ á thì em cũng có bên em cũng có bán thuốc kích rễ luôn ha. Có gì nhu cầu liên hệ với em qua số điện thoại là 0788753876 nha mọi người. Đó, em sử dụng nè, sử dụng nó đã đâm chồi mạnh hết rồi nha. Rồi mã số này là mã số K4. Hoành ở dưới đây là 32. Chiều cao là 72. Đường kính bầu là 31. Da xù xì luôn nha. Càng già da nó càng nu. Rồi mã số này là mã số K4. Em giao lưu cho mọi người là 1.000.000 em bao ship. Già lắm, đế luôn ha. Già càng xù mà chứng tỏ nó rất là già. Cái này là cái đầu cắt cũ thôi, đầu cắt cũ nó đổ đâu rồi. Mã số K9 hoành ở đây là 33, ở trên này là 27, chiều cao của nó là 85, đường kính cái bầu là 31. Rồi cái K9 này em giao lưu với anh chị là 1.300.000 em bao ship. Mã số K10. K10 nha. Nhà nó buồn lắm, nhà luôn. Còn có đâm chồng luôn.
Nè, cây này cũng đã đâm chồi nè mọi người, nhú chồi luôn rồi ha. Mã số này là mã số ca. Hoành ngay đây là 30, xuống trên đây chút là 25, chiều cao của nó là 91. Đường kính cái bầu là 31. Rồi K10 em giao lưu với anh chị là 1.400.000 em bao ship. Tiếp theo là K11. K11 ha. Cây này nó đang nhú chồi chỗ này luôn nè. Mấy cái nhánh mà càng nhỏ thì càng dễ nhú chồi. Này, đây nè. Hai chồi nè ha. Đó, còn mấy cái cây nào mà cái nhánh ở trên đây nó to nè, hơi lâu hơn chút thôi chứ không phải là nó bị chuyện nha mọi người. À, dáng của nó rất là đẹp luôn. Cái này là em đo tổng hoành. Cái này nó dính không ta? Nó dính nhau ở đây nè. Dính nhau liền nhau chân à. Dính nhau ha. Em đo tổng ở đây là 37 nè. Đo đúng cái này 37. Ở trên này là 27. Chiều cao của nó là 71. Kính cái bầu là 28. Rồi mã số K11, 1.500.000 em bao ship. K12 cây cuối cùng. Rồi mã số K12. Này nó cũng nhú chồi luôn rồi nè mọi người. Mấy cái thế này nó sức sống mạnh lắm. Nên đi mình gửi đi xa khoảng 1 tuần 10 ngày không có gì hết cho mọi người. Hoành ngay đây là 30. Em đâu hoành ngay đây là 30. Ở trên này một chút là 25. Rồi chiều cao của nó là 73. Đường kính bầu nó là 26. Rồi mã số K12. Em giao lưu với anh chị là 1.100.000 em bao ship. Rồi xin chào tất cả anh em đam mê cây cảnh nha anh em. Hôm nay em có về tiếp một lô kích rễ Trung Quốc. Hàng này em đã sử dụng rồi, nó khá là tốt ha, và rẻ nên em ơi. Cái gói 500g này ha, em bán là, em chia sẻ cho anh em, bán cho anh em là giá là 200.000 đồng. Em bao ship luôn ha, em bao phí ship luôn. 500g anh em xài nói chung là cũng rất là lâu á. Em cây ít cũng rất là lâu á, tại vì một muỗng cà phê đầy của nó mình pha được 5 lít nước ha. Phôi, nếu mà cây phôi mới về á thì anh em tưới một tuần 2 lần. Rồi những mà cây sống khỏe thì mình tưới một tuần 1 lần đó, để cho kích thích bộ rễ nó phát triển mạnh ha. Bảo vệ bộ rễ luôn anh em, không bị chống thối rễ nữa ha. Đây hàng em đã sử dụng, anh em coi ổi em mới tưới được có nói chung là tưới hơn 1 tuần, đâm chồi xanh mướt luôn ổi anh em đó. Một số cây nó gà rễ luôn rồi, em đã thử ở dưới đế ra móc ra nó cũng gà rễ hơi trắng này đó. Hơn từng, nói chung loại này thì sử dụng khá ok nha anh em. Em đã dùng rồi. Còn mấy cây linh sam thì thôi đi, nó phúng đọt như gì luôn á. Này để dùng để em tưới gốc mà đó. Nói chung là anh em ở nhà mình đam mê cây cảnh á, mình phải có nên có một loại kích rễ nào đó để trong nhà mình. Khi mình mua cây, khi cây giá trị vài triệu mà mình không có kích rễ cho nó về, có khi cây nó vẫn sống nhưng mà nó si, nó yếu ha. Nói chung cây phôi anh em về nhà nên, em khuyên ha, là nên sử dụng kích rễ ha, kích thích cho nó, để nó cây phôi khi bứng về đó mình kích rễ cho nó để cho nó mạnh. Mạnh cây nó, khi nó phát mạnh rồi là mình không sợ nó bị si và yếu ha. Nhất là mai vàng hay là tất cả các cây phôi, như mấy cây phôi của em á, em đang ương dâm cho anh em đó. Nhưng nguyệt quế của em thì thôi rồi luôn, em tưới vô cái nó cũng đọt dày hết trơn. Đây em quay cho anh em mấy cây nguyệt quế của em nè đó. Em cắt chuỗi lá luôn đó nghe anh em, nghe một số đó nè đó. Giờ nó đâm chồi mạnh nè, tại mấy cây bự em chưa bán được nên em dưỡng đó, em dưỡng em dâm lại cho anh em. Để cho anh em nào để ra lá mạnh, để cho
để nữa bán cho anh em nè, mấy cây tày mấy cây to bên em vận chuyển chưa có được á. Nói chung hàng kích rễ này cũng khá ok ha, anh em nên để ở nhà một bịch hoặc là một loại kích rễ nào đó, không phải cần kích rễ Trung Quốc hay đâu anh em. Nói chung là mình có khi mình mua cái cây vài triệu được, lẽ bịch kích rễ hay gói kích rễ hay là một chai kích rễ nào có vài trăm ngàn, có 1-200 ngàn hay 50-60 ngàn mà mình không tiếc tiền mình mua, mà mình lại mình không tiếc tiền mua cây khi vài triệu, 5-10 triệu, khi anh em mua cây bông trang 10-20 triệu cây mai cũng vậy, mà mình không có về mình không có kích nó thì nó èo ọt, nó phát triển nó chậm nghe nè. Loại này thì em đã sử dụng rồi, này sử dụng chính cây phôi của em luôn, nguyệt quế, ổi, linh sam rồi ha. Nó phước, nó ra lá, ra đọt, ra rễ rất là mạnh ha. Loại này nói chung cũng ok, giá cũng rẻ anh em ơi. 500g này nè, gói 500g, nếu anh em sử dụng ít đã biết nhiêu lâu, cả năm ngoài luôn. Tại muỗng cà phê đầy thì mình tưới cho 5 lít nước. Cây phôi thì anh em tưới tuần 2 lần ha. Cây sống khỏe thì 1 tuần 1 lần. Đó, cây khá là đẹp nghe anh em. Đó, cái bịch này nè. Nói chung đóng gói cũng khá là ok ha. Rồi, xin chào anh em ha. Hẹn gặp lại anh em clip sau. Anh em nhớ có gì cần gì thì liên hệ với em qua số điện thoại là 036 450 4915 hoặc là 0788 753 876 ha. Đó, rồi xin chào anh em. Cây khá là đẹp ha. Bịch này nó đóng gói thấy đẹp lắm nghe nè. Sử dụng khá ok ha.